cho các bạn. Nhắc đến đất nước Malaysia, nhiều bậc phụ huynh học sinh không khỏi cảm thấy xa lạ. Phải chăng đây là một quốc gia đang phát triển với một nền tảng cơ sở hạ tầng còn kém hiện đại, hay là một quốc gia Hồi giáo với sự bất ổn về chính trị và an toàn xã hội? Thì xin thưa với quý phụ huynh cũng như các em học sinh, hoàn toàn không phải như vậy. Thì với mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục chất lượng, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, thì công ty Du học Tân Đại Dương, thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên con đường là tới chân trời tri thức. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn là thông tin xin visa du học Malaysia ngành tài chính ngân hàng. Thì Malaysia là một đất nước như thế nào? Đó là câu hỏi của rất nhiều là bậc phụ huynh thường hỏi là các nhân viên tư vấn của Tân Đại Dương. Thì Malaysia được ví như là một thiên đường nhiệt đới, có cái diện tích là 329.000 km2. Thì khí hậu ấm áp quanh năm, nhiệt độ là biến đổi trong khoảng từ 22 tới 30 độ C. Thì đất nước này cũng rất là đặc sắc bởi tính đa văn hóa và có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, trong đó chủ yếu là người Malay, Trung Quốc và Ấn Độ. Thì về kinh tế của Malaysia thì kể từ khi giành được độc lập tới nay, thì từ người Anh thì dưới sự lãnh đạo tài tình của Thủ tướng Mahathir, thì nền kinh tế của Malaysia đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành một cái cường quốc kinh tế của khu vực và thế giới. Thì về an ninh và xã hội của Malaysia thì Malaysia có một cái môi trường chính trị ổn định, hệ thống pháp luật chặt chẽ được kế thừa từ hệ thống luật pháp của quốc Anh. Thì việc thực thi luật pháp rất là nghiêm minh cùng với ý thức tự giác cao của người dân trong việc tuân thủ luật pháp, thì những yếu tố này khiến cho Malaysia trở thành một trong những nước an toàn nhất thế giới. Thì trong nền tảng một nền kinh tế vững mạnh và thịnh vượng, hệ thống giáo dục thì của Malaysia rất là phát triển và đã đạt đến tiêu chuẩn quốc tế. Thủ đô Kuala Lumpur, một thành phố hoa lệ, cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật hiện đại, một trung tâm kinh tế tài chính của khu vực, có thể sánh với các thủ đô và các cái thành phố lớn của các nước phát triển trong khu vực như là Singapore, Seoul, Bắc Kinh hay là Thượng Hải và còn rất nhiều thành phố khác. Thì chính là điểm đến lý tưởng của bạn để được học tập và hội nhập với thế giới. Thì Đại học Hát thì là một trong những đại học hàng đầu của hệ thống giáo dục Malaysia. Thì nhiều học sinh cũng muốn hỏi cái chuyên ngành của trường này thì có các cái chuyên ngành nào, thì học phí của cái trường này ra sao. Thì hôm nay Tân Đại Dương xin trả lời về cái câu hỏi mà của nhiều bạn đã gửi tới hộp thư của Tân Đại Dương. Thì được chính thức thành lập năm 1986 theo giấy phép của Bộ Giáo dục Malaysia. Đại học Hát thì là một trong những trường đại học hàng đầu của hệ thống giáo dục Đại học Malaysia với gần 10.000 sinh viên đang theo học tại trường, trong đó có hơn là 1.200 sinh viên quốc tế đến từ 56 quốc gia trên thế giới. Thì trường cung cấp các khóa học đại học và sau đại học rất là đa dạng, bao gồm các chuyên ngành như về kinh tế như là kế toán, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, luật, công nghệ thông tin, tâm lý, khách sạn du lịch và còn rất là nhiều chuyên ngành khác để cho bạn có thể là lựa chọn. Thì là một trường liên kết với cái nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới, thì như trường Đại học Kinh tế Khoa học Chính trị London, Đại học Melbourne, Đại học Queensland, Đại học Quốc tế Australia, Đại học Buffalo ở Hoa Kỳ, thì trường Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Helsinki, Phần Lan. Do vậy, điểm đặc biệt của Đại học Hát là sinh viên có thể lựa chọn các chương trình hợp tác và chuyển tiếp để lấy bằng đại học nước ngoài. Đây là những chương trình học tại Malaysia lấy bằng nước ngoài, hoặc là những chương trình chuyển tiếp một phần tại Malaysia và phần còn lại là ở nước ngoài. Thì điều này giúp cho sinh viên tiết kiệm tối đa chi phí học tập và ăn ở, chỉ còn khoảng là 6.000 cho tới 7.000 đô la Mỹ một năm mà thôi, mà vẫn được cấp bằng của các trường đại học Anh, Mỹ, Úc. Thì phương châm của trường Hát là luôn đặt chất lượng giáo dục đào tạo lên hàng đầu. Chính vì vậy, các chương trình giáo dục ở đây đều sử dụng những ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, những cái thông tin cập nhật và cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thì qua sự miêu tả của Tân Đại Dương, các bạn đã hiểu thêm một phần nào về cái chương trình học của Đại học Hát. Thì để biết thêm về các trường ở Malaysia mà thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 3848 4879 hoặc truy cập website www.vn.com.